nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Virus học Vũ Hán, Thạch Chính Lệ. Cuối tháng 12 năm ngoái, phụ trách các chuyên gia của viện làm việc ngày đêm nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới một căn bệnh bí ẩn xuất hiện ở Vũ Hán được biết đến là COVID-19. Giờ đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số quan chức cấp cao của Mỹ lại cáo buộc Viện Virus học Vũ Hán là nguồn phát tán nCoV, làm dấy lên phản ứng giận dữ bên trong giới khoa học và chính quyền Trung Quốc. Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 30 tháng 4. Chúng ta rồi sẽ biết virus đến từ đâu. Chúng tôi đang yêu cầu các nhà khoa học, cộng đồng tình báo cùng nhiều người khác xem xét sự việc rất kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ có bức tranh toàn cảnh. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng và Trung Quốc có lẽ sẽ nói cho chúng ta. Tổng thống Mỹ từ chối tiết lộ về việc ông có nắm được thông tin tình báo nào cho thấy virus bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán hay không, với lý do ông không được phép công bố. Cộng đồng tình báo Mỹ hôm 1 tháng 5 hầu như hết các nhà khoa học bác bỏ giả thuyết nCoV là virus nhân tạo hoặc bị biến đổi gen. Song cho biết họ đang xem xét khả năng nCoV thoát ra ngoài sau một sự cố tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Chuyên gia đánh giá khả năng này khó xảy ra nhưng không phải không thể. Được khánh thành vào năm 2015 với chi phí xây dựng là 44 triệu USD và đi vào hoạt động từ năm 2018, Viện Virus học Vũ Hán ban đầu được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc lên kế hoạch biến thành phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một trong những cơ sở lưu trữ những mẫu bệnh phẩm nguy hiểm nhất thế giới. Giám đốc Viện Chí Minh lúc bấy giờ tuyên bố Viện Virus học Vũ Hán là một mấu chốt quan trọng trong mạng lưới phòng thí nghiệm an toàn sinh học toàn cầu. Thạch Chính Lệ, 55 tuổi, đã tiến hành hàng loạt cuộc thí nghiệm để tìm ra cách thức virus corona có thể lây truyền giữa những loài khác nhau. Năm 2004, bà phát hiện ra một ổ corona tự nhiên ở loài dơi sống ở các hang động phía nam Trung Quốc. Suốt 15 năm kế tiếp, Thạch phối hợp với các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu cách virus lây từ người sang người, trong đó có Peter Daszak, Chủ tịch Liên minh EcoHealth, tổ chức phi lợi nhuận trụ sở New York. Ông là một trong những nhà khoa học đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh X có thể gây ra đại dịch toàn cầu. Năm 2017, Thạch và đội ngũ của mình phát hiện ra rằng virus corona gây ra dịch sát bắt đầu từ dơi, điều đó đã giúp bà xác định được COVID-19 hồi đầu tháng 1. Tuy nhiên, việc dịch bùng phát ở Vũ Hán cũng là nơi Viện Virus học Vũ Hán được xây dựng đã làm dấy lên nhiều hoài nghi trong chính đội ngũ nghiên cứu. Viện Virus học Vũ Hán là một trong số ít cơ sở trên thế giới có mức độ bảo mật sinh học BSL-4, mức cao nhất được quốc tế công nhận. Như nước và không khí phải được lọc trước khi xử lý ra ngoài. Các nhà nghiên cứu phải thay quần áo và tắm trước và sau khi rời phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sự cố vẫn có thể xảy ra. Virus cũng có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm khác, ví dụ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Vũ Hán. Đây là cơ sở hoàn toàn tách biệt, cách chợ hải sản Vũ Hán, nơi vốn được cho là điểm bùng dịch ở Trung Quốc, chỉ 300 mét. Hôm 24 tháng 4, Viện Y tế Quốc gia Mỹ đột ngột cắt khoản viện trợ cho nghiên cứu của tiến sĩ Đa Sát với nhà virus học Thạch Chính Lệ. Giới chức Trung Quốc liên tục bác bỏ thông tin cho rằng nCoV bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Một số quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao nước này thậm chí còn cáo buộc ngược lại rằng virus có thể xuất phát từ Mỹ.